Okay, good afternoon, class. Let's begin our lesson for today. We'll continue the lesson of Unit 7, Cultural Diversity. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học về bài số 7, Đa dạng văn hóa, Cultural Diversity. Thì các bạn vào muộn một chút thì đành vào sau vậy. Nên mình sẽ bắt đầu cho đúng giờ nhé. First, we will review some new words on the topic of weddings. Chúng mình sẽ học thêm một vài từ mới và cũng ôn lại một chút các cái từ vựng mà mình học trên lớp về chủ đề wedding. Now, pay attention to the screen. Các em chú ý vào cái slide nhé. On the screen, there's a man and a woman. Let's see what happened with them. So if they date together, the man and the woman, they date together. Nếu mà hai người này mà hẹn hò với nhau này, then they create a couple. Thì họ sẽ tạo thành một cặp đôi. Couple, cặp đôi, trọng âm thứ nhất nhé. Okay, so look at the man. Nhìn vào cái người đàn ông này này. Trông anh ấy rất là giàu có, sang trọng đúng không? Vậy giàu có, đố các bạn biết là mình sẽ dùng từ gì? Các bạn nào biết không? Xem nào. Giàu có chúng ta sẽ dùng từ gì nhỉ? Giàu có nhiều tiền, thành đạt nào. Rich. What is the same what is the synonym of rich? Chúng ta có từ gì đồng nghĩa với từ rich? Các em đều nói là rich đúng không nào? Vậy chúng ta có từ gì đồng nghĩa với nó? Bằng gì đây? Wealthy. Okay, wealthy viết như thế nào nhỉ? Okay, đúng rồi. Mai đã trả lời đúng nhá. Chúng ta có tính từ chỉ sự giàu có là wealthy, đồng nghĩa với từ rich đúng không nào? Somehow. Vậy chúng ta có thể nói cái người miêu tả cái người đàn ông này là he looks wealthy. Wealthy, trọng âm âm tiết đầu tiên. Hoặc chúng ta có thể nói là he is a wealthy man. Đúng không ạ? Cách dùng của tính từ phải không nào? Vậy chúng ta có tính từ wealthy, chỉ sự giàu có, nhiều của cải. Vậy danh từ của từ này easy, chúng ta chỉ cần bỏ chữ y đằng sau là chúng ta được danh từ wealth, sự giàu có và của cải. Đúng nào? Vậy chúng ta có wealthy, tính từ, và wealth, sự giàu có, của cải. So, because he is wealthy, bởi vì cái người đàn ông này giàu có đúng không nào? Cho nên anh ấy rất là nhiều tiền. Have a lot of money. So he always buy pet present for his lover. Cho nên anh ấy mua rất là nhiều quà. Vậy quà ở đây là gì nhỉ? Quà. Đúng rồi. Chúng ta có quà là gift hoặc là đây. Rồi, hơi lỗi một tí nhé. Chúng ta có quà là gift hoặc là present. Đúng rồi đấy, các bạn đều trả lời đúng rồi. Vậy chúng ta có danh từ present. Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên và đọc là pre. Vậy động từ thì chúng ta sẽ đọc là present. Đổi trọng âm vào âm tiết thứ hai. Present, present and present. Vậy tính từ của từ này cũng có luôn, present, nhưng mà là có mặt hoặc là hiện tại. Ví dụ như các em đã được học cái thì gọi là thì gì đây nhỉ? The simple present thì là thì hiện tại đơn. Thì cái từ này, này là, nó là tính từ này, the simple present, từ hiện tại đúng không nào? Rồi, vậy chúng ta có từ couple, cặp đôi. Wealthy, giàu có, wealth, danh từ
sự giàu có đúng không nào? Present, món quà. Present, đưa ra trình bày. So let's see what happened next with the couple. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra tiếp đối với cặp đôi vừa nãy. Bây giờ chúng ta sẽ xem when the man decide to get married with the woman. Nếu như anh ấy quyết định kết hôn với lại cái người phụ nữ ấy thì sao? Có bạn đã trả lời được rồi đấy. Là anh ấy cầu hôn đúng không nào? He will make a proposal. Anh ấy sẽ cầu hôn. Make a proposal. Vậy chúng ta có danh từ cầu hôn, lời cầu hôn đúng không nào? Proposal. If she say yes, then they. Nếu mà người phụ nữ đồng ý, không phải cưới nhau đâu các em ạ. Chưa nhá. Nếu mà đồng ý thì mới là gì thôi? Trao nhẫn này. Là gì nhỉ? Vẫn còn một bước nữa. Chưa đến cưới nhau. Bước này cô đã giảng rồi. Đính hôn, đúng rồi. Đính hôn là gì? Các bạn nào còn nhớ không? Engagement, đúng rồi. Không đồng ý thì thôi. Không đồng ý thì thôi nhá. Đây là mình đang nói đồng ý, if yes. Rồi, vậy mình có từ đính hôn là they got engaged. Được chưa nào? Vậy chúng ta có tính từ đính hôn, đính ước là engaged. Danh từ của nó, vừa nãy bạn Phương trả lời đúng rồi đấy. Engagement. Sự đính hôn, sự đính ước phải không nào? Thì chúng ta có tính từ engaged và danh từ engagement. Vậy sau khi đính hôn mà mọi sự nó trôi qua một cách theo ý muốn của mình á, tức là không có vấn đề gì xảy ra, không chia tay chia chân, thì họ sẽ làm gì đấy? Tiếp đến là họ sẽ làm đám cưới phải không nào? Get married. Get married. Okay, who can tell me what can we call the woman who is getting married? Mình có thể gọi cái người phụ nữ mà sắp kết hôn là gì nhỉ? Trong đám cưới mình gọi cái người phụ nữ là gì? Bride. Right. Đúng thế. How about the man? Còn người đàn ông thì sao? Groom. Yes, correct. Chúng ta sẽ gọi người nam là groom hoặc là bridegroom. Người nữ chúng ta sẽ gọi là bride. Đúng không nào? Thì chúng ta có một cái cụ từ dùng để chỉ cái cặp đôi này. Cặp đôi mới cưới chúng ta sẽ gọi là newlyweds. Các em ghi nhớ cho cô cái SC cô đang gạch chân đây này. Bởi vì cái từ này nó là cặp đôi mới cưới, mà cặp đôi thì là hai người rồi, nên là nó sẽ ở dạng số nhiều nhá. Được chưa nào? Rồi ạ. Còn tính từ thì chúng ta dùng newly married. Trạng thái mới kết hôn. Mình sẽ dùng như kiểu newly married couple. Thì chúng ta sẽ dùng nó với chức năng của tính từ đúng không? Newly married couple chẳng hạn. Cái cặp đôi mới cưới. Đó. Đúng không nào? Newlyweds hoặc là newly married couple. Vậy cái người nam này gọi người nữ hoặc người nữ gọi người nam sẽ là bạn đời của nhau đúng không nào? Life partner. Các em đều biết cái từ partner này rồi. Bạn đồng hành đúng không nào? Hoặc là người yêu, hoặc là một cái người đồng hành với mình trên ví dụ business chẳng hạn thì cũng là partner. Vậy life partner thì người ta sẽ gọi là bạn đời, dùng để vợ chồng gọi nhau á. Rồi vậy ở slide này chúng ta được học một số các cái cụm từ về wedding. Proposal là danh từ chỉ lời cầu hôn. Engaged, tính từ, đính hôn, đính ước. Engagement, sự đính hôn, sự đính ước. Newlyweds, cặp đôi mới cưới. Newly married, trạng thái mới kết hôn. Life partner, bạn đời. Cô dâu thì chúng ta gọi là bride. Chú rể thì chúng ta gọi là groom hoặc bridegroom. So let's see what happened next in the wedding plan. Vậy khi mà họ làm đám cưới nhỉ, thì họ sẽ có một cái wedding plan. Đúng không nào?
Vậy bạn nào còn nhớ ba cái ceremonies trong đám cưới là gì? Thôi nào, ba cái ceremony mà cô đã dạy trong một cái gọi là đám cưới hoàn chỉnh thì chúng ta có những cái ceremony nào, những cái lễ nào? Ba lễ. Lễ nào đây? Ăn hỏi, phải rồi, Thắng, ăn hỏi là gì nhỉ? Tiếng Anh nào? Tiếng Anh ăn hỏi chúng ta gọi là gì đây? Mà ăn hỏi là lễ số mấy? Lễ đầu tiên người ta gọi là lễ gì nhỉ? Không nhớ bài cũ nhá, chết. Đúng rồi, cái lễ đầu tiên chúng ta phải là lễ dạm ngõ, lễ vu quỳ nữa. Bọn này chưa đi đám cưới bao giờ ư? Nào, cái lễ đầu tiên là lễ dạm ngõ. Trần Diệu Linh trả lời đúng rồi này. Chúng ta có lễ đầu tiên là proposal ceremony, lễ cầu hôn hay còn gọi là lễ dạm ngõ, là cái lễ đầu tiên. Nhà trai ra mắt nhà gái, phải không nào? Tiếp đến mới là cái mà bạn Thắng à? Bạn Thắng nói là lễ ăn hỏi, engagement ceremony, cái lễ đính ước. Nào, nhà trai mang 7 mâm hoặc 9 mâm hoặc tùy vùng nhá. Nơi thì 7, nơi thì 9 mâm sang nhà gái để gọi là ăn hỏi và đính ước đấy. Hai nhà đính ước với nhau, engagement ceremony. Tiếp đến cái cuối cùng mới là lễ cưới. Cái lễ này là sẽ gồm lễ rước dâu à? Ừ, theo cô nhớ là thế. Lễ rước dâu và tiệc đãi khách. Được nào? Wedding ceremony, lễ cưới. Trong cái lễ cưới như vừa cô vừa mới đề cập đến thì có một cái tiệc ăn uống thì chúng ta gọi là gì đây? Bạn nào nhớ ra? Tiệc ăn uống nào? Gợi ý là nó sẽ có hai từ và một trong hai từ đó là wedding. Vậy wedding gì? Mà là tiệc ăn uống nào? Tiệc chiêu đãi. Chết rồi, lớp này mà kiểm tra miệng là toàn hết với nhau đây. Đúng rồi, Huyền trả lời đúng rồi nhá. Chúng ta có tiệc cưới hay còn gọi là tiệc chiêu đãi là wedding reception. Chúng ta sẽ dùng từ reception đối với lại cái lễ ăn uống này này. Tiệc cưới phải không nào? Wedding reception. Sau cái lễ cưới, tức là mọi thứ xong xuôi hết rồi, thì còn một cái thủ tục nữa mà bây giờ rất là thịnh hành, đúng không? Ngày xưa thì không, nhưng bây giờ thì rất là thịnh. Đó chính là kỳ nghỉ trăng mật, honeymoon. Việt như nào, Anh như thế luôn. Honeymoon, kỳ nghỉ trăng mật. Thì cái kỳ nghỉ này thì họ sẽ go on a holiday, họ sẽ travel chẳng hạn, họ sẽ đi du lịch, đi đâu đó để dành một cái tuần này, spend time together. Mình này. Rồi, vậy chúng ta nhớ cho cô ba cái lễ này nhá. Trình tự của ba cái lễ cũng nhớ luôn. Proposal sẽ là đầu tiên. Sau đó, next we'll have engagement ceremony. And the last one is wedding ceremony. In the wedding ceremony, there is a wedding reception. Và chúng ta có một cái tiệc cưới ở trong lễ cưới. Rồi. Vậy thì what happened when the wedding ceremony takes place? Vậy các em đoán cho cô xem cái nghĩa của từ take place này là gì nào? Khi cái tiệc cưới làm gì đó? Diễn ra, đúng rồi. Chính xác. Take place là diễn ra, động từ. Khi cái lễ cưới được diễn ra thì sẽ có những ai đây? Who? Nào, gọi là một dàn những cô rất là xinh đẹp.
trợ giúp cô dâu thì gọi là gì? Không phải bê cháp. Bridesmaid, đúng rồi. Phù dâu, ngày hôm nào. Vậy còn những cái người mà giúp đỡ chú rể sao? Help the groom. Phù rể, phải rồi. Groomsman, chính xác. Đấy là dạng số nhiều đúng không? Dạng số ít thì chúng ta đọc là groomsman. Ok, chúng ta có phù dâu là bridesmaid. Groomsman là phù rể. Thế chưa nào? À, còn một cái người quan trọng nữa mà cô đề cập với các bạn rồi đúng không? Ông best man. Ông này là gì? Ừ, đúng rồi. Best man chỉ có một người thôi nhá. Không có dạng số nhiều đâu Huyền ạ. Trong lễ cưới chỉ có một best man. Đã là best thì lại còn có nhiều thì chết à? Không phải MC đám cưới. Xem nào, ông này sẽ là người như thế nào đây? He is a close friend or relative of the groom. Anh ấy sẽ là một cái người bạn thân hoặc là họ hàng của chú rể, là một người mà chú rể cảm thấy đủ quan trọng để nhận một cái vai trò như thế này. Và bạn nào xem series Sherlock Holmes ấy thì thấy là Sherlock Holmes được chỉ định làm best man trong lễ cưới của bạn anh đấy đấy. Thế thì best man này, anh ấy sẽ có vai trò gì? Anh ấy sẽ give the speech, tức là bạn có một cái bài phát biểu trong cái lễ cưới của người ta, anh ấy sẽ phát biểu. Và anh ấy sẽ organize the stag night, sẽ gọi là tổ chức cái tiệc độc thân cho chú rể. Đúng nào, một vai trò rất quan trọng. Người chứng hôn, phù rể chính là chính xác nhá. Không phải chủ hôn là người khác. Anh này được dịch là phù rể chính. Best man is a groomsman, but he's really important. Anh ấy là một phù rể, anh ấy là groomsman nhá, nhưng mà vai trò quan trọng hơn rất nhiều. Major, được chưa? Chính mà. Rồi, phù rể thì không có chuyện phát biểu, groomsman sẽ không phát biểu, không organize, mà chỉ có ông best man này mới phát biểu và organize thôi. Nhớ nha, không phải người chủ hôn. Ờ, chính xác, đây là Ozil mà. Ok, rồi, vậy chúng ta xong phần vocabulary về phần wedding. Buổi khác chúng ta sẽ xử lý tiếp một cái mảng về mê tín ở trong cái bài Cultural Diversity này. Hôm nay chúng ta chỉ học đến wedding. Sau phần ôn tập thì chúng ta sẽ có một cái hoạt động như sau. Em sẽ làm bài tập này, match the words or phrases with their definitions. Tức là các em làm sao ạ? Nối từ hoặc cụm từ với lại nghĩa của nó. So we have 7 words on the left, đúng không ạ? Ở bên tay trái thì chúng ta có 7 từ, and 7 definitions on the right. Ở bên phải thì chúng ta có 7 cái định nghĩa. Nhiệm vụ của các em là nối chúng nó với nhau. Các em sẽ có you will have 2 minutes to think about it. Các em sẽ nghĩ và thảo luận về vấn đề này trong 2 phút. Sau 2 phút thì cô sẽ gọi mở mic cho các bạn để các bạn phát biểu nhé. Rồi nào, time's up. Cô sẽ gọi một vài bạn phát biểu này. Number one, proposal. What is the meaning of proposal? Bạn Bảo Ngọc. Ngọc có đây không nhỉ?
Ừ. Em nói đi, cô bật mic cho em rồi. Cô đợi em tí ạ. Ừ. Proposal là gì nhỉ? Đọc cả đáp án ra nhé. Vâng. Rồi nào, em trả lời đi em. Câu 1. Nào, câu 1 nào. Proposal nghĩa tiếng Việt của nó là gì nhỉ Ngọc nhỉ? Cầu hôn ạ. Ừ. Cầu hôn, lời cầu hôn đúng không nào? Vậy em nhìn thấy nó là agreement, tức là sự chấp thuận rồi. Hình như không đúng lắm. Bởi vì cầu hôn Vâng. là nam hỏi nữ thôi. Vậy đáp án gì mới là đúng? Đúng rồi. Chúng ta có đáp án G. Now, a proposal is a plan or a suggestion. Hoặc là an offer to get married. Đúng không nào? Chúng ta sẽ có lời cầu hôn là một cái kế hoạch hoặc một cái đề nghị. Hoặc đặc biệt hơn là nó là một cái lời ngỏ. Lời cầu hôn, lời ngỏ đám cưới á. An offer. Mới chỉ là offer thôi nhá. Chưa ai đồng ý mà có agreement. Câu số 2, engagement nào. Mời bạn Hoàng Long. Ừ. Rồi. Engagement Ừ. là a formal agreement or promise Đúng rồi. Engagement nghĩa tiếng Việt là gì hả em? get married. Cái gì? Lễ đính hôn ạ. Ừ, đúng rồi. Đính hôn, sự đính hôn, phải không? Chính xác. Chúng ta có a formal agreement, một cái lời chấp thuận chính thức hoặc là lời hứa để đi đến đám cưới. Tiếp theo là free wedding. Rồi. Wedding cô mời bạn chả thấy Quân đâu mà gọi cơ. Không thấy. Kệ nhá. Thôi rồi, gọi Việt Thắng đi. Cô là em chọn D ạ. Ừ, đi. Wedding, em đọc lên nào. Theo cô là cái gì cô? Từ là Ceremony. gì? Cô là ceremony at which two people are married to each other. Đúng rồi, là một cái lễ mà ở đó hai người sẽ làm đám cưới với nhau. Thì sao? Tiếp mà. Rồi, cô mời bạn tiếp theo là bạn câu reception này. Câu số 4 này. Mời bạn Mao đi. À đây. Cô là reception là a formal party to celebrate Đúng rồi, một cái tiệc chiêu đãi phải không nào? A formal party to celebrate something. Một cái tiệc chính thức để ăn mừng một cái điều gì đó. Rồi, câu tiếp theo, bride. Mời bạn anh Quân. Đây, tìm thấy bạn rồi. cô câu số 5 chọn đối với A là cô Ừ. dâu. Cô dâu đúng không? Em đọc A lên xem nào. Woman who is getting married or about to Đúng rồi, chính xác. Bride, cô dâu. Mời bạn tiếp theo, bạn Gia Bảo, Bùi Quang Gia Bảo, làm cho cô 6. marriage. Cô 6 là C ạ.
C, em đọc lên xem nào. C. Who is getting married or about to get married? Đúng rồi. Nghĩa tiếng Việt là gì em nhỉ? Việt là chú rể. Đúng rồi, chú rể. Bridegroom or a groom is a man who is getting married. How about number 7? Câu số 7 thì sao? Còn mỗi câu số 7 em làm đi. Câu số 7 này, F ạ. F. Đọc lên xem nào. A formal social or religious occasion performance. Đó là gì hả cô? In accordance with custom. Đúng rồi, chính xác. Ok, cảm ơn em. Ceremony là một cái lễ, một cái nghi thức, phải không nào? Đúng chưa? À, vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái activity number 1. We move on activity number 2. In this activity, you will circle the correct word in brackets to complete the sentence. Tức là các em sẽ khoanh tròn cái đáp án mà các em cho là đúng. Vậy chúng ta vẫn có 7 câu, 7 sentences. Và các em sẽ khoanh tròn một trong hai cái options mà cô đưa ra ở đây. You also have 2 minutes to prepare. Các em vẫn có 2 phút để chuẩn bị. Rồi cô sẽ gọi từng bạn một nhé. Có một vài câu thì các em phải xem xét rõ. Như ví dụ như câu số 1 và câu số 7 là cần phải xem kỹ này. Đó, các em làm đi. Rồi, lát nữa khi cô gọi đến ai này thì bạn ấy sẽ khoanh luôn cho cô vào màn hình cộng với cả phát biểu luôn nhé. Cô sẽ, lát nữa cô gọi ai thì cô sẽ bật quyền gọi là vẽ màn hình cho các bạn ấy. Rồi, bạn đầu tiên làm cho cô câu đầu tiên này. Mời bạn Phạm Thị Thanh Nhân nào. Mời bạn Nhân làm cho cô câu đầu tiên. Em chọn phương án gì? Wedding ạ. Em khoanh luôn nhá. My cousin wedding is next Sunday. Chính xác. Đám cưới của chị họ tôi vào chủ nhật tuần sau, phải không nào? Tiếp theo mời bạn Hoàng Văn Hiếu làm cho cô câu số 2. Hiếu. Cô là groom ạ. Em khoanh cho cô từ groom nào. Em dùng máy tính em không biết khoanh được. Máy tính không khoanh được đúng không? Ok, on the wedding day thì the best man sẽ have the groom chứ không phải là the bride. Câu 3 nào. The gì đó mà có rất nhiều bridesmaid. Mời bạn Diệu Linh. Diệu Linh đâu rồi? Là bride. Bride, chính xác. Can have as many bridesmaids as she wants. Tức là cô dâu thì mới có phù dâu. Cảm ơn em. Mời bạn tiếp theo, bạn Thanh Thu. Làm cho cô câu số 4. Reception. Reception. Ok, wedding reception là gì nhỉ em nhỉ? Tiệc cưới ạ. Đúng rồi, wedding reception for all guests. Guests ở đây là gì nhỉ em nhỉ? Khách mời ạ. Chính xác. Vậy chúng ta sẽ có một cái tiệc cưới cho các khách mời ở lễ cưới. Câu số 5. Bạn nào chưa được gọi ta? Bùi Ngọc Mai.
mời em Mai. Em có cô chọn guest. Guest đúng không nào? Bởi vì trong một lễ cưới thì không thể có đến 100 grooms được. Rất là vô lý. Chính xác. Câu tiếp theo, câu 6. In the past nào. Bạn Trịnh Thanh Mai. Em được cô là em chọn before. Before. Em dịch cho cô câu này nào. In the past. Trong quá khứ, lễ dạm ngõ và lễ ăn hỏi sẽ diễn ra một hai năm trước lễ cưới. Đúng rồi. Trong đám cưới thì cái thủ tục cưới xin rất là lâu. Phải không nào? Before mới là chính xác. Bởi vì wedding ceremony bao giờ cũng cuối cùng. Rồi, mời bạn cuối cùng, mời bạn số 7. Bạn Vinh làm cho cô số 7. Hello cô. Cô 7 á? Ừ. Engaged ạ. Engaged. Em dịch cho cô này nào. Anh trai tôi. Engaged là gì ấy cô nhỉ? Engage. Vừa nãy mình học engage là gì nhỉ? Đính hôn, phải không nào? Vâng. Anh trai tôi đã đính hôn với một người bạn từ làng. Sao lại cùng làng? College là bạn cùng gì? À, cùng đại học. Ừ. Chết. Và bắt đầu chuẩn bị cho ngày trọng đại. Đúng rồi, saving for the big day. Là tiết kiệm, em dịch chuẩn bị cũng được, chuẩn bị cho cái ngày trọng đại. Chính xác. Ừ. Rồi, vậy thì chúng ta có 7 cái câu này để các em thực hành về những cái vocabulary mà các em đã được học. Ngay vậy mình finish cái phần vocabulary ở đây nhá. Mình sang phần tiếp theo của buổi học ngày hôm nay, chính là phần về ngữ pháp, grammar. Comparative and superlative. Comparative tức là so sánh hơn, và superlative là so sánh nhất. Đúng chưa nào? Để đi vào đầu tiên là chúng ta xem cái so sánh hơn như thế nào đã. Cái này thì chúng ta đi nhanh bởi vì chúng ta đều đã được học rồi, phải không? So sánh hơn thì mình sẽ chia ra hai loại là so sánh hơn với lại tính từ ngắn, short adjectives and adverbs, và trạng từ ngắn. So sánh hơn với lại tính từ và trạng từ dài, long adjectives and adverbs. Đúng nào? Vậy thì nhắc đến tính từ là mình biết ngay là nó sẽ đi với to be. Vậy tính từ ngắn thì sẽ được thêm vào đằng sau tính từ, sau đó là than, biểu thị cho so sánh hơn. Với trường hợp của trạng từ thì thay vì to be, mình sẽ sử dụng với động từ, ví dụ như walk, ví dụ như run chẳng hạn. Còn với tính từ dài thì không thêm vào đằng cuối mà chúng ta thêm tiền tố more. Ví dụ này. Tính từ ngắn thì sẽ là những cái tính từ mà có từ 1 đến 2 âm tiết, one syllable or two syllables. Tính từ dài thì tính từ sẽ có từ 3 âm tiết trở lên, more than 3 syllables. Các em nhìn vào ví dụ này, look at the example. Đối với lại tính từ ngắn, my brother is taller than you. Vậy thì tính từ tall có một âm tiết, chúng ta sẽ quy nó về tính từ ngắn, thêm vào đằng sau, taller. Vậy là xong. Trạng từ này, fast là tính từ nhanh. Trạng từ của fast vẫn là fast. Các em phải có một cái bước chuyển từ tính sang trạng nhé. Rồi, vậy thì fast có một âm tiết nên là nó là trạng từ ngắn. Vậy mình thêm vào đằng sau, faster. Và có runs faster. Còn tính từ dài này, beautiful. Có ba âm tiết, vậy mình đã quy nó về tính từ dài. Chúng ta sẽ thêm tiền tố more thành more beautiful. Rồi, vậy đây là so sánh hơn với tính từ ngắn và tính từ dài. Quan trọng đầu tiên là mình sẽ ở trong một cái bài tập về so sánh là mình sẽ xác định xem là câu đấy nó sử dụng tính từ hay trạng từ. Thì điều này rất dễ, các em chỉ nhìn xem là to be hay là động từ được sử dụng. Vậy là xong.
Rồi, sang đến so sánh nhất này. Khi so sánh nhất, nó cũng phân chia làm hai loại là tính từ ngắn và tính từ dài, trạng từ ngắn, trạng từ dài. Thay vì đuôi ơ ở so sánh hơn, thì so sánh nhất tính từ ngắn sẽ thêm đuôi is. Và có mạo từ the đằng trước tính từ. Tính từ dài thay vì more, chúng ta sẽ thêm most. Và vẫn có mạo từ the, bởi vì nhất là chỉ một cái và nó xác định. Nên là chúng ta sẽ có mạo từ xác định the. Ví dụ, my mom is the greatest person in the world. Great là tính từ có một âm tiết. Vậy chúng ta xếp vào loại tính từ ngắn, greatest. Intelligent, ngược lại là có bốn âm tiết. Vậy chúng ta xếp nó vào loại tính từ dài. Chúng ta thêm the most. Rồi, vậy thì kiến thức thì rất là dễ thôi. Nhưng mà có những cái gì các em cần lưu ý này. Cách thêm đuôi ơ vào sau tính từ ngắn đối với short adjective. Thì thêm đuôi ơ như thế nào? Với những tính từ kết thúc bằng âm e, ví dụ như nice, chúng ta thêm đuôi r đối với so sánh hơn và thêm đuôi st đối với so sánh nhất. Ví dụ nicer hoặc nicest. Đối với lại những cái tính từ mà theo quy tắc 111 ạ, tức là một phụ âm rồi đến một nguyên âm, sau đó kết thúc bằng một phụ âm, thì chúng ta gấp đôi cái phụ âm cuối của nó trước khi thêm ơ hoặc là ist. Ví dụ big, thì như chúng ta thấy nó theo quy tắc 111 này, b là một phụ âm này, xong đến y nguyên âm này, xong đến g là một phụ âm. Vậy chúng ta sẽ thêm gấp đôi phụ âm g rồi thêm ơ. Bigger và biggest. Hot cũng thế. Hotter, gấp đôi phụ âm tờ lên. Hottest. Nhưng cái quy tắc này sẽ không áp dụng với những tính từ kết thúc bằng chữ cái W. Ví dụ như new. Phải không nào? Mặc dù nó cũng theo quy tắc 111 như các em nhìn thấy. Một phụ âm, một nguyên âm rồi một phụ âm. Nhưng mà trường hợp này nó thêm ơ, không gấp đôi cái chữ W lên. Not new word như thế này nhá. Chưa? Vậy nó có ngoại lệ. Rồi các em sẽ ghi cho cô cái trường hợp và ngoại lệ của nó vào. Cái cuối cùng này. Đối với lại những cái tính từ mà kết thúc bằng đuôi y, y dài á, thì mình sẽ đổi y dài thành y ngắn trước khi thêm ơ và ist. Ví dụ busy thì sẽ đổi cái y dài từ ở chữ z thành y ngắn rồi thêm ơ. Busier và busiest. Early cũng thế, earlier và earliest. Rồi nhá, cô để cho các em một chút thời gian để ghi này. Bạn nào mà ghi không kịp thì các bạn có thể chụp lại màn hình này để các bạn có thể ghi sau. Chưa? Thì chúng ta có quy tắc thêm ơ cho lại các tính từ mà kết thúc bằng chữ cái e, các tính từ kết thúc bằng y dài và các tính từ theo quy tắc 111 trừ W ở cuối. Còn cái gì cần ghi nhớ nữa? Đó chính là những trường hợp tính từ và gọi là trạng từ bất quy tắc như sau đây. Bình thường thì nếu như các em thêm ơ đúng không nào, hoặc thêm ist, thì các em thêm vào cái từ gốc của nó. Nhưng một số các cái từ thì nó không theo quy tắc như thế. Ví dụ những tính từ sau đây không theo quy tắc này. Good, thì chúng ta không thể thêm ơ vào đằng sau good thành gooder, hoặc thêm ist vào đằng sau nó thành goodest được, mà chúng ta phải biến đổi nó thành better và best. Tiếp theo là chúng ta có tính từ tồi tệ, xấu xa, bad. Chúng ta sẽ biến đổi nó thành worse và worst. Tính từ ít, một chút, đúng không? Little, nhỏ bé, thì chúng ta phải biến đổi nó thành less hoặc là least, chứ không phải littler hay là little least gì đấy. Đúng chưa nào? Chúng ta sẽ biến đổi nó thành less hoặc là least. Và tiếp theo chúng ta có tính từ chỉ khoảng cách.
xa. Far. Nó biến đổi nó thành farther và farthest. Further và furthest. Vậy sự khác nhau giữa farther và further thì chúng ta sẽ phân biệt như thế nào? Farther, farthest. Chúng ta sẽ dùng để chỉ những cái khoảng cách địa lý, khoảng cách vật lý đo đếm được. Cái gì mà chúng ta tính được thì chúng ta sẽ dùng farther, farthest. Ví dụ, nhà bạn xa hơn nhà tôi. Đúng chưa? Thì chúng ta dùng farther. Còn những cái gì mà mang tính trừu tượng, những cái gì mà nó là ẩn dụ, nó là nó không đo đếm được, thì chúng ta sẽ dùng further và furthest. Nhớ nhá, trừu tượng, ẩn dụ, không đo đếm được. Vậy adverb thì sao ạ? Chúng ta well, trạng từ, đúng chưa? Chúng ta cũng biến đổi như good thành better và best. Badly, trạng từ của bad, chúng ta cũng biến đổi thành worse và worst. Vậy thì đây là những cái trường hợp irregular, bất quy tắc, thì các bạn sẽ phải nhớ nó. Tiếp theo sau đây là còn một cái mà các em cần ghi nhớ này. Bình thường thì những cái tính từ mà nó có hai âm tiết thì các bạn sẽ bối rối khi mà không biết là xếp nó vào cái loại nào, loại ngắn hay là loại dài. Ví dụ như là busy hay là early thì các bạn thông thường các bạn sẽ xếp vào loại ngắn, thêm đúng không nào? Nhưng còn một số các cái từ như sau đây, nó sẽ trung lập, nó ngắn hay dài đều được. Các bạn thêm hay các bạn thêm more đều được. For example, quiet. Thì các bạn viết là quieter hay là more quiet đều đúng. Pleasant cũng vậy. Pleasanter or more pleasant đều đúng. Thường thì các bạn sẽ thấy là các bạn quen dùng cái kiểu more pleasant. Đúng chưa nào? Common cũng thế. Common cũng trong nhóm này. Commoner hay more common đều thế. Đi nha. Vậy thì nó sẽ có một cái nhóm gọi là nhóm trung lập. Nhóm tính từ có hai âm tiết trung lập. Và các bạn, cái nhóm này thì các bạn sẽ thêm hay là more, các bạn đều được. Tức là nó là ngắn hay nó là dài đều hợp lý. Đều đúng, không bị sai. Nhớ nhá, cái này chỉ áp dụng với lại một số tính từ có hai âm tiết thôi nhá. Còn từ ba âm tiết trở lên thì nó là dài chắc chắn rồi. Một âm tiết thì nó là ngắn. Những cái từ ví dụ như easy hay là busy thì mình sẽ xếp nó vào ngắn, nó thêm Còn một số cái nhóm từ trung lập thì mình dùng thế nào cũng được. Ok. Vậy thì phần lý thuyết theory chỉ ngắn vậy thôi. Sau đây là các bạn sẽ có một cái bài tập thực hành, exercise, để các bạn practice using comparative and superlative. Sử dụng so sánh hơn và so sánh nhất. Thì cách làm bài tập như sau. Cô sẽ provide các bạn một cái đường dẫn. Và các bạn sẽ vào cái đường dẫn này để làm bài tập cho cô. Chúng ta sẽ có 20 phút để làm bài tập. Và các bạn sẽ làm, sau đó sẽ nộp luôn. Cô post cái đường dẫn đấy ở trong khu vực chat. Làm luôn. Thì các bạn, bạn nào mà đang dùng máy tính để học thì các bạn không cần phải đăng nhập. Còn bạn nào mà dùng điện thoại thì các bạn phải đăng nhập Gmail trước khi các bạn làm bài này. Mỗi bạn sẽ chỉ được làm một lần nha. Bài có 18 câu. Đều là về so sánh hơn và so sánh nhất. Rất là dễ. Các bạn làm nộp luôn. Thậm chí có bạn nào nhanh thì các bạn chỉ làm trong 5 phút. Bây giờ câu trả lời đang ở 87 này. Vậy thì là mình chỉ số 46 nhỉ? 46. Hôm nay chỉ số là mình đủ đúng không? Đăng nhập đi các em. Đăng nhập mới làm được bài nhá. Nhập đi.
Rồi, vì chúng ta có 20 phút để làm, các bạn sẽ làm bài tập trong 20 phút. Nội dung là vừa chúng ta vừa học về so sánh hơn và so sánh nhất. Chúng ta chỉ làm tập trung vào cái mảng này thôi. Làm luôn nha. Làm luôn, gửi lại cho cô luôn. Các bạn làm xong chỉ cần bấm gửi là cô nhận được rồi nha. Đây này. Họ và tên. Từ từ này. Họ và tên thì cô yêu cầu các bạn viết chính xác họ và tên của mình. Ví dụ như các bạn bạn Đỗ Thị Phương Thảo, viết rõ Đỗ Thị Phương Thảo viết hoa. Viết như bình thường á. Như này. Sau đó là các bạn viết lớp ra nhá, 10C1 phải không nào? Rồi, tập trung vào làm bài đi. Đợi người đầu tiên gửi đáp án về. Rồi, vậy thì trong khi mà các em đang làm bài tập thì cô sẽ quay lại cái phần ngữ pháp để cho các em vừa làm vừa nhìn chẳng hạn. Nhìn lại phần ngữ pháp. Đấy, thì chúng ta làm bài để ý cho cô là trạng từ và tính từ. Thế thôi, bởi vì có rất nhiều bạn nhầm, ví dụ như là câu đáng nhẽ ra phải dùng dạng trạng từ thì các bạn lại quên không đổi sang từ tính từ sang trạng từ, các bạn thêm ơ vào luôn, thế là các bạn bị sai, đúng nào? Vậy các bạn phải nhớ câu nào mà sử dụng trạng từ thì các bạn đổi cái câu đấy, đổi cái tính từ đấy sang trạng từ đã, rồi các bạn hãng thêm ơ hoặc thêm mo nhé, cẩn thận không bị nhầm. Đấy, đã có hai bạn nộp rồi nha. Rất là nhanh đúng không nào? Em tập trung và làm là bài này rất là dễ, các em có thể làm nộp lại cho cô rất là nhanh. Đấy, ba bạn rồi đấy. Rồi, ngoan thế. Rồi, vậy chúng ta xem nào. Xem là có bạn nào được tổng điểm 18/18 không nhá. Bạn nào mà được full điểm thì sẽ được cộng điểm vào sổ. Nguyễn Duy Phúc này, không viết hoa, chữ Duy với chữ Phúc này. Trời ơi, viết hoa hết các em nhé. Huyền, đã có một bạn đầu tiên, bạn Huyền được phun điểm 10 điểm. Rất là hoan nghênh. Long sai hai câu, cô biết là các bạn sai câu nào rồi, biết mà.
Đấy, bạn nào cứ được 18 trên 18 thì cô sẽ cho các bạn cơ hội để cộng điểm. Đầu tiên là bạn Phan Khánh Huyền này. Đó. Tiếp, bạn An sai hai câu. Không biết sai câu nào đây. Đó, câu hỏi này. Thêm bản tóm tắt nữa nhé. Không có sai câu nào. Thường thì các em sai nhiều ở cái câu mà cái câu đều lắm các em ạ. Đấy, nhanh thế. Nó phải làm nhanh ghê. Chị Thanh Mai sai hai câu. 14 trên 18 sai câu. Thế mình bật. Vinh 14 trên 18. Đây, bạn thứ hai, bạn Thịnh được 18 trên 18 này, rất là tuyên dương các bạn. Nguyễn Anh Quân, đấy. Tí Tết được có 11 trên 18, 6 điểm à. Đánh giá phải phê bình đấy. Hấp tấp lắm cơ. 6 điểm. Anh Hoàng, đấy, lại một nhân vật điển hình cho sự nhanh nhẩu. Mai hình như có bài rồi sao ấy. Mai có rồi nhá. Vèo cái đã có 100 bài. Anh Hoàng. Huyến 14 trên 18. Tốt. An này không biết là An nào. Bảo ghi rõ họ tên ra mà. Đề nghị các em ghi rõ họ tên ra nhá. Lớp phải có 2 An. Đấy, cái thằng. Rồi, Thành 17 trên 18. Một số điểm cũng cao. Hoàng Vân Hiếu. Kinh nó lại còn ghi không giấu lên, chết tôi chứ. Đó, chúng ta đã có bạn thứ ba. Bạn Khánh Huyền, bạn Thịnh và bây giờ là bạn Diệu Linh được 18 trên 18. Rất là hoan nghênh các bạn. Hương Thảo. Thực Lâm. Trời. Buồn quá các em ơi. Các em mà cứ được điểm kém cô buồn lắm. Ngọc. Ngọc Mai. Trời ơi, Mai sai đâu đây? Không biết. Hay, lại một đứa nữa. Mười bảy trên 18 Hoàng Văn Nghĩa này. Nhân là bạn thứ tư. Tiên Dương bạn Nhân được 18 trên 18. Bạn thứ tư. Luận 17 trên 18 khá là cao. Xuất sắc. Suýt nữa thì được rơi vào diện cộng điểm. Đức Mạnh. Cái gì đây? Giai là bạn nào? Đại ơi.
Sao lại được có 4 thế này? Trời ơi, 9,5 điểm học kỳ vào đây làm 4 điểm của tôi thế này à? Buồn phiền sầu đời. Không biết làm thật hay làm đùa đây. Tí xem biết. Mai Anh, Ok, Minh Thư, Thu, à, Việt Thắng, Ngọc Bình, Hằng Mao, Lê Sơn. Vào làm lại, vào làm lại đi em. Không không chơi khoanh thử đâu nhá. Rồi, à, hết chưa nhỉ? Xem nào. 8, 7. Còn thiếu 10 bạn. 10 bạn nữa nộp nốt cho cô nào. Xem nào. Đấy, bạn Dương vào đi. Bạn Dương, bạn Dương vào làm bài đi. Cô vừa bỏ chức năng đăng nhập ra rồi, để cho bạn Dương vào làm. Hiệp 11. Trời buồn. Trời, Đức Thắng 11. Mấy đứa làm đi nha. Em bảo Hoàng Minh Phương sai 3 câu. Cô chỉ ghi nhận các bạn làm một lần thôi nhá. Các bạn đã nộp rồi là các bạn, kể cả các bạn có nộp lần sau cô cũng không nhận đâu. Trừ bạn Đại thì các bạn làm lại cho cô. Mà cô vẫn sẽ trừ điểm của bạn Đại. Không, không chơi làm thử nhá. Bùi Phương Thảo. Chúng ta còn hơn 5 phút nữa.
nào, còn mấy bạn nữa nộp nốt nộp nhanh cho cô nhé. Minh Thảo thế rồi đây này. Để cô xem bạn Ngọc nộp cho nhé. Đây bạn Bảo Ngọc nhé hả? Đừng quên ra Bảo. Hay nhỉ, Bảo ơi. Xem nào. Xem có của ấy chưa nha. Lê. Bạn Ngọc, cô thấy bài của bạn đấy nhá, yên tâm nhá. Ngọc có bài rồi này, Lê Đoàn và Ngọc có bài rồi nhá. Không trừ điểm quân phá phách là may, lại còn đòi hăng hái. Trời. Ba bạn nữa nộp nhanh cho cô nào. Các bạn nào làm xong thì các bạn bấm vào nút gửi, thế là cô nhận được, ghi nhận. À đây, Nguyễn Quang Đại. Không chơi kết quả của Nguyễn Quang Đại, bởi vì em làm hai lần. Rồi. Còn xem nào, còn hai bạn nữa. Rồi, về các bạn đã nộp hết này. Nam Hải 13, ai 17 đây, Tùng Dương. Ok, vậy thì các em đã nộp hết bài. Lúc này rất là nhanh. Nộp hết bài rất là nhanh đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần chữa bài này. Cô đã ghi nhận hết tất cả các đáp án của các em nhé. Chúng ta sang phần chữa bài. Rồi, câu 1 này. Bởi vì các bạn, sau khi các bạn làm xong thì kết quả đều trả về đáp án luôn. Nên là cô sẽ chỉ giải thích những cái mà nó cần lưu ý. Đi chưa nào? Câu 1 chúng ta có cấu trúc so sánh kép càng đúng không nào? The more thì đằng sau chúng ta phải chọn the worse. The cũng phải so sánh hơn. The more mà đằng sau phải là the worse. Các bạn chọn phương án C.
Câu 2, chúng ta nhìn thấy từ walk, động từ. Vậy chúng ta biết ngay chúng ta đang dùng so sánh với trạng từ bằng nào. Chúng ta có hai từ là fast và slow. Trạng từ của fast thì vẫn là fast. Còn trạng từ của slow thì các bạn phải đổi thành slowly. Vậy cho nên chúng ta chọn phương án B, fast và more slowly. Câu số 3. You are always tired in the morning. You should go to bed A, earlier. Cái này thì lúc nãy mình có một câu ví dụ về earlier rồi, nên chắc các bạn không sai đâu. Câu số 4 này. I was disappointed with the movie. I expected it to be. Ở đây chúng ta dùng so sánh hơn phải không nào? So sánh hơn của good. Loại ngay hai phương án A và B. Chúng ta có so sánh hơn của good là better. Vậy chúng ta chọn phương án C, much better. Đã better thì không có more nữa nhé. Hay nhỉ? Câu số 5. Mai has lived in London for 5 years so she speaks này. Có từ speak, vậy đây là so sánh với trạng từ. Vậy perfect, chúng ta phải đổi thành perfectly. B, English perfectly. Câu số 6. It is too noisy, vì vậy cho nên là có tính từ quiet. Can you go somewhere? Quiet, đúng không ạ? Và more quiet đều đúng. Vậy mình chọn phương án C. Cái này cô nói rồi. 7. Her illness was. Chúng ta có so sánh hơn với từ serious. Chúng ta sẽ chọn phương án B, more serious. Câu số 8. The garden look tốt hơn, đẹp hơn đúng không nào? Vậy là better. Không có good với well nha. Câu 9. That house over there is building in the city. Vậy đây là cấu trúc so sánh nhất. Vậy tại sao câu này thì cô hy vọng là không có bạn nào sai. Ở đây có hai từ là từ the eldest và the oldest. Nhưng mà bởi vì oldest, old nó sẽ dùng cho người, cả người và vật. Còn eldest và elder nó chỉ dùng cho người mà thôi. Nên chúng ta chọn phương án B. Building thì phải là oldest. Câu 10 này. Mr. Davis doesn't work here any longer. Vậy chúng ta có any longer và no longer được sử dụng với nghĩa là không còn nữa. Trong đó any longer khác ở chỗ là nó dùng với câu phủ định, câu có not. Ví dụ như Mr. Davis doesn't. Đúng nào? Does not work here any longer. Nếu như cô đảo câu này thành no longer thì cô sẽ phải viết là Mr. Davis no longer works here. Đó. Vì chúng ta no longer thì sẽ không có not nữa mà. Vậy nhá. Hơi bị lag, các bạn chờ cô một chút nhé. Lạc quá. Rồi mình chơi tiếp này. Rồi nhá. Câu 10 chúng ta chọn phương án D. Any longer. Câu 11 này. Thank you for the money. It was the most generous of you. Tính từ dài phải không nào? Câu 12.
We were lucky to have one of. Vậy chúng ta biết ngay đây là cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn nice. Vậy chúng ta chọn phương án đi, the nicest. Câu 13, and works. Vậy chúng ta thấy tính từ chúng ta thấy động từ works. Vậy thì sẽ chọn là so sánh hơn với lại trạng từ. Trạng từ chăm chỉ vẫn là hard. Còn hardly là một trạng từ chỉ tần suất mang nghĩa khác biệt. Vậy chúng ta loại hai phương án có hardly. Còn lại much harder và many harder vì mình chọn phương án A, much harder. Câu 14, it is I have ever watched. Vậy chúng ta đây là cấu trúc so sánh nhất với tính từ boring. Chúng ta chọn phương án D, the most boring. Đây, câu 15 chính là cái câu mà lúc nãy cô nói về farther và further này. Để chúng ta thấy news là tin tức thì nó sẽ không đo đếm được, phải không nào? Chúng ta chọn phương án B, further news. Nếu bạn có biết được một tin nào nữa thì bạn hãy nói cho tôi biết ngay. 16. I have never had a. Tôi chưa bao giờ có một bữa ăn nào hơn thế này, than that. So sánh hơn, phải không nào? Với tính từ dài, delicious. Ra chọn A, more delicious. 17. This jacket is too small. I need a. So sánh hơn với lại tính từ large. Chúng ta có larger. Câu cuối cùng là cái câu mà cần các em phải biết về vị trí của trạng từ ở trong câu. Your writing is terrible. Chữ mày xấu thế. I can hardly read it. Vậy thì vị trí của trạng từ nó sẽ như thế nào? Các trạng từ mang nghĩa phủ định, ví dụ như hardly, never, rarely và nhóm trạng từ chỉ tần suất sẽ đứng trước động từ. Còn các trạng từ mà chỉ cách thức, ví dụ như là beautifully, thì chúng ta sẽ đứng sau động từ. Câu ví dụ, he sings beautifully. Anh ấy hát hay. Đúng chưa nào? Thì đó, đó là vị trí của trạng từ trong câu. Rồi, vậy 18 câu này rất là đơn giản. Các em cũng làm rất là nhanh. Thì chúng ta thực hành về phần bạn cuối cùng là bạn nào đây? Rồi, vậy chúng ta đã thực hành về so sánh hơn và so sánh nhất với tính từ và trạng từ. Vậy thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hôm nay chúng ta đã được học về phần vocabulary, chủ đề topic wedding và grammar, comparative and superlative. Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp về vẫn là cultural diversity unit 7, nhưng chúng ta sẽ học về vocabulary với lại superstitious, tức là mê tín, và một cái ngữ pháp về article, mạo từ a and the, thì chúng ta sẽ học bài đó. Rồi, bài tập về nhà này, cô sẽ hướng dẫn các em về bài tập về nhà. Cô sẽ gửi cho các em một đường link bài tập về nhà. Các em cũng làm như vừa rồi. Các em vẫn làm như vừa rồi nhá. Các em vào cái link mà cô gửi, sau đó các em làm bài tập về nhà nộp lại cho cô. Deadline này, hạn chót gửi lại bài tập cho cô trước 22 giờ đi. 22 giờ tối ngày thứ 6. Thứ 6, hôm nay là thứ 4. Thứ 5 là ngày 26 và thứ 6 là ngày 27 tháng 3. Các em sẽ gửi lại bài tập cho cô trước 22 giờ tối ngày thứ 6. Được chưa nào? Vậy link bài tập cô đã gửi cho các em rồi này. Bài tập thì cô cũng hướng dẫn các em rồi này. Bài tập của chúng ta thì có 30 câu thôi, rất là ngắn. Các bạn tập trung thì các bạn làm trong 10 phút. Có một bài là bài trắc nghiệm, thì chúng ta làm như cái bài luyện vừa rồi. Và một bài là bài tự luận, thì các em điền hết đáp án dưới dạng in hoa cho cô nhé. Không điền in thường. Bài tập số 2, đáp án các em điền hết dưới dạng in hoa. Để cho chúng ta tránh bị sai vì lỗi máy chấm vớ vẩn. Ok? Rồi, ok. So... the lesson của chúng ta, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào buổi sau.
Bây giờ cô sẽ thoát ra khỏi phòng này. Các em ghi nhớ cái link bài tập này cho cô nhé. Lớp trưởng hãy nhớ cho cô, gửi cho các bạn. Rồi, chào các em.